tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Thương, đến từ Long Xuyên, An Giang. Số báo danh của mình là 086, đến với cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2017, giao lưu học hỏi, mong được trải nghiệm tốt hơn và mong muốn mọi người hãy ủng hộ cho các thí sinh, tất cả mọi người cùng tỏa sáng trong đêm chung kết cũng như là cuộc thi năm nay 2017. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Anh Tuấn, số danh của mình là 18, đến từ Hà Nội. Đến với cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2017, mong được giao lưu học hỏi và trao dồi kỹ năng bản thân, mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình và các thí sinh năm nay. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Hồng Phú. Số báo danh của mình là 037 và mình đến từ Đà Nẵng. Mình rất vui khi được lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2017. Mình đến đây với một cái tâm thế là vui là chính và được giao lưu học hỏi với tất cả các bạn. Mong tất cả các bạn sẽ được cùng nhau tỏa sáng vào đêm chung kết.